42. Tôi nghĩ tới một chuyện. Các huyện và thị trấn thuộc phân khu của quân tôi dạo này thường xuyên nhận được một vài báo cáo về bị quân Nhật tập kích và bao vây. Với lại, báo cáo này càng lúc càng nhiều, tần suất cũng ngày càng dày đặc, tổn thất ngày một lớn. Chuyện này có khi nào liên quan đến phân đội đặc chủng của họ không? Đội vũ trang quấy nhiễu đầu mạch của quân địch, chúng hận họ thấu xương, báo thù là tất nhiên rồi. Anh hãy báo các đồng chí chú ý động tĩnh của địch, chú ý an toàn của bản thân. Tôi vẫn luôn chú ý vấn đề này. Tôi thấy sự việc không đơn giản như vậy. Các anh xem, các vụ bị tập kích trong mấy tháng này phần lớn đều nằm quanh núi Phượng Hoàng, lấy khu Thần Bắc làm trung tâm. Đồng thời các vụ tập kích này đều mang tính giết thẳng. Đội vũ trang bị tập kích, rất ít người có thể sống sót mà trở về. Theo các đồng chí may mắn thoát nạn nói, kẻ địch tập kích họ bắn súng rất chuẩn, lại dứt khoát nhanh gọn, với lại thao tác nhanh nhẹn, hành động rất gọn gàng. Anh xem nhiều tam hiệp hữu nghĩa quá rồi, điều này cũng không phải là không thể. Đội cánh vệ của Mạnh Dân Tiêu ai nấy đều thân thủ nhanh nhẹn. Tôi nghe Mạnh Dân Tiêu nói anh ta huấn luyện họ theo chiến thuật đặc chủng. Xem ra kẻ tập kích đội vũ trang chính là phân đội của quân Nhật. Xem ra phải đăng thông báo, báo với các đồng chí về sự tồn tại của quân đội này và thủ đoạn tập kích của chúng. Tham mưu trưởng, có. Anh lập tức làm báo cáo gửi đi. Dân. Đội trưởng, đồng chí đại công, sớm thế, còn sớm à? Đồng chí của bác Lộ xuống núi, vào làng rồi, bộ đội vào làng rồi, đi thôi xem sao. Không cần xem đâu, chúng tôi tới rồi. Tần đại ca, sao mọi người lại tới vậy? Mấy đứa sông rơ ở ngoài, mà cũng biết nhớ các anh à. Nằm mơ cũng nhớ đấy chứ. Tất nhiên nhớ nhất là em trai của em. Anh có thấy Lượng Lượng em trai em không? Nó vẫn khỏe chứ. Đi học rồi, khỏe lắm. Trường mở dậy rồi sao? Phải, Khổng Đình Đống và Mạc Bích Lan dẫn dắt một nhóm người cùng nhau xây dựng lại trường. Hai người họ cùng làm giáo viên. Khổng Đình Đống nói anh ta không có tài đánh trận nên đi làm giáo viên, thế là tốt quá. Tần Hán, các anh tới làm gì vậy? Đội đâu? Đội dưới, bà con đang tiếp họ. Chúng ta vào phòng rồi nói. Được thôi, đi. Tư lệnh nói đây là nhóm kẻ địch rất đặc biệt, là phân đội tác chiến đặc chủng. Mấy tháng này, đội vũ trang chúng ta thiệt hại nặng nề. Tư lệnh nói, kẻ địch chuyên bắt đội vũ trang chúng ta, mục đích là để phá hoại tân khu của chúng ta. Cần anh nói nữa sao? Chúng tôi xuống núi là để dụ chúng ra rồi diệt gọn. Tư lệnh mạnh rất lo cho mọi người, nên cử tôi đến. Một là để bảo vệ mọi người. Hai, nếu kẻ địch nhắm đến mọi người, chúng tôi sẽ xông lên tuyến đầu, áp sát chúng, không để chúng chạy mất. Chúng tôi đã ở đây 2 tháng rồi, vẫn luôn chuẩn bị giết địch, nhưng kẻ địch vẫn chưa đến. Nói đúng. Như vậy đi, từ hôm nay mọi người đừng gọi tôi là đội trưởng nữa, gọi tôi là chính quỷ đi. Phải rêu rao rộng hơn nữa, cứ nói là chính quỷ của quân đội độc lập kháng Nhật núi Phượng Hoàng đang ở đây. Như vậy quá nguy hiểm, không vào hang cọp sẽ bắt được cọp. Tư lệnh Mạnh từng nói rồi còn gì, tác chiến đặc chủng mục đích chính là phá hoại và đánh đổ cơ quan chỉ huy của địch và giết hết những người lãnh đạo của chúng. Tôi ở đây lâu như vậy mà vẫn chưa dụ được chúng. Chơi tôi yếu kém sao? Phải. Chẳng ai lấy dao mổ trâu đem đi giết gà cả. Chúng ta tạo dựng tiếng gian, kiểu gì cái địch cũng đến tìm. Cách thì hay, nhưng như vậy quá nguy hiểm. Cô chính là chính quỷ của chúng tôi. Cô mà gặp bất trắc gì thì ảnh hưởng rất lớn. Tôi có chuẩn bị tâm lý rồi. Chuẩn bị tâm lý là một chuyện. Trên thực tế, mặc dù chúng tôi có thể bảo vệ mọi người, nhưng chúng tôi không thể lộ diện, nên là không thể luôn áp sát bảo vệ được. Tác chiến đặc chủng quan trọng tốc độ và chính xác. Một khi mọi người bị kẻ địch tập kích, có lẽ chúng tôi còn chẳng có thời gian để phản ứng. Đợi tới lúc chúng tôi đến, có khi cuộc chiến đã kết thúc rồi. Được rồi, đừng bàn chuyện này nữa. Quyết định vậy đi. Từ ngày mai, cho dù tới đâu, chỉ cần mở đại hội thì tôi sẽ xuất hiện với thân phận chính quỷ của quân đội độc lập. Tôi còn phải đi công khai diễn thuyết nữa. Tôi không tin Lý Tục Quý tôi lại không đáng để chúng để tâm. Nếu chính quyền đã quyết định thì làm vậy đi. Nhưng mọi người nhất định phải nhớ, một khi bị chúng tập kích tuyệt đối không được chạy, phải cố thủ trận địa, lợi dụng địa hình và địa mạo chạy vòng quanh, vì chỉ cần mọi người chạy thì sẽ mất điểm che chắn, càng dễ trở thành con mồi cho bắn tỉa. Thấy tiếng súng, chúng tôi lập tức chạy đến để lấy chúng. Nghe rõ chưa? Rõ. Dân Tiêu, anh xem, đôi giày này đẹp không? Đẹp. Rốt cuộc, anh có nhìn không đó? Đẹp mà. Vậy,
Anh thích con trai hay con gái? Đều thích. Dương Tiêu, anh làm sao vậy? Cứ như người mất hồn vậy. Nhóm chính quỷ đã đi 2 tháng rồi mà vẫn chưa có tin gì. Đừng lo, họ không sao đâu. Mong là bình an. Người đâu? Tư lệnh, bên tầng hắn có tin gì không? Tôi vừa từ điện đài về, vẫn chưa à? Đi đi. Dân. Muốn dụ được địch, đội vũ trang phải hành động có trật tự và phải tiền cho địch hành động. Chỉ là như vậy thì quá nguy hiểm. Để tiêu diệt chúng, có mạo hiểm cũng đáng. Vấn đề là kẻ địch sẽ ra tay với chúng ta ở đâu? Đó là mấu chốt. Nếu là mồi rồi, chúng ta phải nắm lấy mũi câu, nắm quyền chủ động. Địa điểm hoạt động của mọi người vừa nhiều vừa dài, chúng ta chỉ có thể mai phục ở nơi địch có thể ra tay. Địch ra tay ở nơi nào? Tôi đã nghiên cứu 10 mấy đội vũ trang gặp phục kích, chúng đều sẽ ra tay ở nơi trống trải. Xem ra kẻ địch rất ngang ngược, chúng ngang ngược cũng phải. Dùng lính đặc chủng tập kích đội vũ trang là chiến thắng dễ dàng như vậy. Ngoài ra tập kích ở nơi trống trải còn có một tác dụng, tập kích nhanh rút nhanh. Hãy nhìn đi. Đúng vậy, đó là bãi đuôi chó. Chúng tôi sẽ mai phục ở đây. Sếp Lý, tôi có chọn vài người giỏi giỏi trong đội, giả làm thành viên trong đội vũ trang thay cho vài người của chị. Được, cứ làm vậy. Đây là tuyến đường Lý Thục Quý thường đi. Con đường này mỗi ngày chúng đều đi 2-3 lần. 7 giờ sáng xuất phát, 4 giờ chiều về. Rất có quy luật. Thượng quý Uni, anh chuẩn bị phục kích ở đâu? Ở đây. Bãi đuôi chó. Phải, bãi đuôi chó. Tại sao lại chọn nơi trống trải như vậy để phục kích? Anh phải biết phục kích ở nơi trống trải cần có lượng lớn binh lực. Với lại, kẻ địch cũng dễ chạy mất. Không đâu tư lệnh, đây gọi là tác chiến đặc chủng. Chúng ta không cần bao dây địch, chỉ cần để chúng chạy. Chỉ cần vào dòng bao dây của chúng ta, dụ chúng vào trong phạm vi 2000 mét, rồi xử gọn chúng. Với khoảng cách đó, chẳng có gì nhanh hơn đạn cả. Quân đội của chúng ta tất thắng. Tư lệnh, tại sao hành động của đội vũ trang Bắc Lộ lại có quy luật như vậy? Không bình thường. Cho nên cậu hãy quỷ hành động lần này đi. Không, thưa tư lệnh, đây là một cơ hội hiếm có. Người chúng ta sẽ giết chính là chính quỷ của quân đội độc lập. Giết được chính quỷ, sĩ khí của Bác Đồ sẽ bị ảnh hưởng nặng. Bỏ lần hành động này đi. Tôi có dự cảm không tốt về lần này. Dự cảm. Nếu chỉ là giết một chính quỷ của Bắc Lộ thì cũng chẳng có lợi gì nhiều cho chính cục. Tư lệnh, đánh trận sao dựa vào dự cảm được? Tôi nhất định phải đi. Nếu không thành công, tôi xin rọc bụng tạ tội. Tư lệnh, ngài sao thế? Kim Bảo Sơn, làm khúc đi. Phải đó, làm khúc đi. Làm khúc đi. Chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ. Tôi mà hát, dù lũ nhược xa thì làm sao? Không sao đâu. Đợi lúc về, tôi hát cho mọi người nghe. Cũng được, hát đi. Ngày mai cậu không cần tới nữa. Sao vậy? Cậu quên chúng ta đến làm gì rồi à? Chúng ta đến làm mồi nhử. Cậu không biết đánh trận, nguy hiểm quá. Chính quỷ, lần trước tôi đã đánh trận rồi. Hơn nữa, tôi còn biết võ. Không cần nói nữa. Tôi không muốn cậu mạo hiểm. Chính quỷ, tôi biết võ thật mà.
Đến rồi. Sao không thấy đội đặc chủng gì đó nhỉ? Cô mà thấy được chúng thì còn gì là lính đặc chủng nữa. Xem ra hôm nay lại phí công rồi. Tìm chỗ nắp đi, mau lên, yểm trợ, nhanh lên. Hỏng rồi, kẻ địch khơi chiến sớm hơn dự định. Khoan, đừng ra tay. Chị Thục Quý, chính quỷ. Chính quỷ, cậu đến làm gì? Tôi muốn dẫn chúng đến vòng bao vây. Tôi ở đây bảo vệ cô. Tôi cần gì cậu bảo vệ? Cậu không biết bắn súng nữa mà. Đi đi, cẩn thận chính quỷ. Kim Bảo Sơn, Kim Bảo Sơn, Kim Bảo Sơn, Kim Bảo Sơn, cố gắng lên. Chị Thục Quý, đi thôi, tao liều với chúng mày. Kim Bảo Sơn, chị Thục Quý, Kim đại ca, Kim đại ca, Kim đại ca, gắn lên. Các anh em, xông lên, xông lên. Đi thôi các anh em. Chị, đi thôi, đi thôi các anh em. Các anh em bắn đi. Bắn đi các anh em. Đội trưởng, ta bị bao vây rồi. Khốn kiếp, bác Lộ quá giả hoạt. Chúng ta mắc bẫy rồi. Làm sao đây? Ở bên kia có ngọn núi nhỏ, chúng ta cướp nó đi. Cố thủ đợi cứu viện. Rút, 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 mau lên. Tư lệnh, kẻ địch đã bị bao vây. Chiêu này của chính quỷ hơi mạo hiểm nhưng lại rất hiệu quả. Lũ Nhật có nằm mơ cũng không ngờ rằng phía sau chúng còn có chúng ta nữa. Tư lệnh, kẻ địch muốn chiếm ngọn đồi nhỏ kia, làm sao bây giờ? Thích thì cứ nhường thôi. Thấy chưa, nó là ngọn núi đá. Nổ đàn bát là đá đổ ào ào. Bắn một quả phải ngang với hai quả. Lần này đội đặc chiến chết chắc rồi. Nói với Tần Hán rút toàn bộ phân đội của cậu ấy về. Đánh bắn đại bác chuẩn bị. Dân. Tư lệnh, tư lệnh, chính quỷ. Chính quỷ làm sao? Chính quỷ bị thương rồi. Chị Thục Quý, chị không sao chứ? Chị nói đi, sao phải khóc? Chỉ là thương nhỏ thôi. Chính quỷ đâu? Cậu, tôi bảo cậu trông chừng. Cậu trông chừng kiểu gì vậy? Tôi bắn chết cậu bây giờ. Tư lệnh, tôi sai rồi. Cút. Thục Quý, Thục Quý, Lý Thục Quý. Em yên tâm đi, lũ Nhật đã bị bọn anh bao vây rồi. Hắn sắp đi đời rồi. Tư lệnh, tư lệnh, chính quỷ, kẻ địch đầu hàng rồi, đầu hàng. Dìu em dậy. Nào, nào, từ từ thôi, từ từ thôi, tiểu thuận tử. Đầu hàng rồi. Tưởng tinh thần võ sĩ thế nào cũng đầu hàng rồi đó thôi. Tiểu thuận tử, dẫn vài người qua đó, lôi hết về mau. Có vấn đề gì không? Chúng dám. Giờ chúng là thịt trên thớt, chúng có thể làm gì nữa? Đi mau đi. Rõ, mấy cậu theo tôi.
Chuẩn bị. Dừng. Ném súng ra. Chúng tôi phải đàm phán một điều kiện. Không có gì để đàm phán cả. Các người không đầu hàng thì chúng tôi sẽ tiêu diệt các người. Được. Ném. Không đúng, có mai phục. Bắn. Mau rút. Tiểu thủ tử. Tiểu thủ tử. Hỏng rồi. Mau lên. Yểm trợ. Yểm trợ. Tiểu thủ tử. Tiểu thuận tử. Tiểu thuận tử. Thuận tử. Tiểu thuận tử. Yểm trợ. Rút. 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 Tiểu thuận tử. Tiểu thuận tử. Đủ nhực. Thuận tử. Thuận tử. Ngựa nem. Tôi đã hại cậu rồi. Tôi sẽ chết sao? Không được nói bậy. Cậu sẽ không chết đâu. Chúng ta đều sẽ sống tiếp. Cậu phải cố lên. Cậu phải cố lên thuận tử à. Xin lỗi. Em không nên suốt ngày hát bên tai chị. Khiến chị giận. Không, chị không giận. Chị không giận thật mà. Tư lệnh. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Ôm tôi. Anh ở đâu? Tôi ở đây. Ôm tôi. Chị ôm cậu. Ôm cậu. Tư lệnh. Mạng của tôi là anh ban cho. Tôi không muốn chết. Cậu không được nói như vậy. Tôi không để cậu chết thì cậu không được chết. Chuyện này tôi không quyết được. Anh còn nhớ. Tôi. Được rồi. Được rồi mà người anh em. Đừng nói gì hết. Cậu hãy cố lên. Bác sĩ sắp tới rồi. Sắp tới rồi. Tôi muốn nói. Sau này không có cơ hội nói nữa rồi. Vậy cậu nói đi. Tư lệnh. Nói đi. Hứa với tôi. Tôi chết rồi. Giúp tôi chăm sóc em trai của mình. Yên tâm đi ngựa nem. Chắc chắn rồi. Tôi buồn ngủ quá. Tôi muốn ngủ. Thuận tử. Thuận tử. Cậu không được ngủ. Không được ngủ. Mở mắt đi Thuận tử. Ngày nào thì cũng hát cậu nghe. Mở mắt đi Thuận tử. Mở mắt đi. Chúng ta đều là tay súng thần. Mỗi viên đạn là giết sạch một kẻ địch. Chúng ta đều phải là phi hành quân. Dù cho núi cao nước sâu, trong núi rừng rậm rạp, đầu đầu cũng bố trí doanh trại cho các đồng chí. Ở trên ngọn núi cao đó có vô số anh em của chúng ta. Thuận tử. Không có áo mặc thì có địch dân tận nơi. Không có súng, không có pháo thì địch làm ta dùng. Bắn đại bác.
Tư lệnh, chính quỷ, trên núi không có tiếng gì nữa. Cần dừng bắn đại bác không? Sang bằng chúng. Rõ. Chị, tỉnh đi. Nào, cậu là ai? Em là Tiểu Thuận Tử. Chị, ai cũng có một mái nhà sao? Chị nói xem, cá có nhà không? Còn nữa, chim cũng có nhà sao? Tiểu Thuận Tử, em nhớ nhà sao? Không, em không có nhà. Không ai thương em hết. Xem nó đáng yêu chưa kìa. Anh thơm con đi. Đình Đống, Đình Đống, Tư lệnh Mạnh, nào ngồi đi. Được, Bích Lan pha trà đi em. Dân, thế nào, sống tốt chứ? Tốt lắm, tất cả đều tốt. Ngẩng đầu nhìn vợ, cúi đầu nhìn con, đúng là hạnh phúc đời người, làm người ta phải ngưỡng mộ. Phải, không giấu gì anh, Tư lệnh Mạnh, bây giờ rời khỏi chiến trường, tôi thấy nhẹ nhõm đi hẳn. Chỉ là giờ thường hay mơ về chiến trường. Phải đấy, anh ấy suốt ngày gào chém gào giết, làm chúng tôi mất cả ngủ. Chứng tỏ là dũng khí còn đó, đáng mừng làm sao. Hôm nay Tư lệnh Mạnh đến có chuyện gì sao? Là như vậy, Đình Đống, anh có thể kiếm giúp tôi một tấm bản đồ châu Á được không? Trùng hợp quá, mấy hôm trước Bích Lan và tôi tổ chức dạy tiết địa lý ở trường. Tôi có nhờ bạn tìm giúp một bức, anh đợi nhé. Đây là Onikawa, là lãnh thổ của Nhật Bản. Hiểu rồi. Tư lệnh Mạnh, Onikawa, sự lãnh thổ Nhật Bản là sao vậy? Ngày 23 tháng 6, quân đồng minh công chiếm đảo Onikawa. Anh xem, sau khi chiếm đảo Onikawa, quân đồng minh có đà tiến công lãnh thổ Nhật Bản. Cho nên tôi dự cảm chúng ta sắp vượt qua những tháng ngày này rồi. Thật sao? Tốt quá rồi. Có một cánh bướm trắng, cười sống từ hy vọng, mang theo hy vọng, mang theo ngàn vạn máu và nước mắt của con dân Trung Hoa.
Bích Lan rót rượu, dân, anh và tư lệnh Mạnh phải uống vài chén, được. Dân Tiêu, muộn rồi, nghỉ sớm đi. Không vội, Phượng Hoàng. Trận chiến này chắc chắn sắp đánh xong rồi. Lũ Nhật sắp đi đời rồi. Thật sao? Được rồi, anh ngủ trước đi. Anh đi tìm chính quỷ. Tư lệnh, được. Chính quỷ đã ngủ chưa? Báo cáo, chính quỷ vẫn chưa ngủ. Cô ấy đang ở trong phòng cơ yếu. Chính quỷ vẫn chưa ngủ à? Có nhiệm vụ mới. Đây chính là điện báo tư lệnh Dương Quang gửi đến, yêu cầu em lập tức về bộ tư lệnh phân khu quân đội. Nhiệm vụ gì? Điện báo không nói. Sáng mai em phải đi rồi. Xem ra sắp có biến rồi. Nghĩa là sao? Quân Mỹ giành được thắng lợi to lớn trong chiến tranh Thái Bình Dương. Quân Đồng Minh sẽ đẩy nhanh thời điểm tấn công đất Nhật. Gọi em về là có liên quan đến chuyện này sao? Chắc chắn vậy. Báo cáo. Đồng chí thuộc quý về rồi. Đã ăn cơm chưa? Chưa, anh chẳng mời tôi. Tôi sắp chết đói rồi, cũng không có món gì. Tôi sợ chính quỷ không nuốt nổi. Cảnh vệ, lấy cơm đi, mời chính quỷ ăn. Còn có nhiệm vụ phải làm đó. Dân, ngồi đi. Chính quỷ, lần này anh gọi tôi về gấp như vậy, có phải là có nhiệm vụ gì quan trọng không? Phải, quan trước đi. Đợi lát nữa tư lệnh và tham mưu trưởng về, họ sẽ nói chi tiết cho cô nghe. Anh hãy tiết lộ tôi nghe trước đi. Lão Ngô, tôi về rồi. Không được nhắc người này. Nhắc một cái là xuất hiện ngay. Đúng là Tào Tháo điển hình. Tư lệnh, đến khi nào đấy? Vừa đến, vừa đúng giờ ăn của chính quỷ, nên ăn trực một bữa. Nào, ngồi đi. Dương Quang, lần này xuống bộ đội sao rồi? Hai chính quỷ, từ từ mà ăn đi. Tôi xin được báo cáo công việc. Anh xem, trải qua một thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh, bộ đội giờ đang ngập tràn sĩ khí. Tất nhiên, tính cảnh giác về việc phái phản động của Đảng Quốc dân chiếm đoạt thành quả kháng chiến thì không được nâng cao. Đồng chí thuộc quý, lần này gọi cô về là quyết định sau khi đã nghiên cứu và tính toán. Trung ương đảng chỉ thị chiến tranh kháng Nhật đã tới bước then chốt. Lũ Nhật đầu hàng về cơ bản đã là kết cục. 8 năm kháng chiến, lão Tưởng chạy tới núi Nga Mi. Bây giờ chiến tranh thắng lợi, hắn lại xuống núi hái đào. Sau khi kháng chiến thắng lợi, bộ đội sẽ trỗi dậy cảm giác chán ghét chiến đấu. Trung ương đã phân tích thế cục, thấy phái phản động của Đảng Quốc dân độc bá thành quả thắng lợi, khả năng khiêu khích nội chiến là rất cao. Vì vậy công tác chính trị bây giờ của chúng ta là gì? Chính là xóa bỏ tinh thần chán ghét chiến tranh và tư duy hòa bình trong trí não. Các đồng chí của chúng ta chỉ cần phái phản động không dứt bỏ đào kiếm. Hòa bình chính là tình đơn phương. Núi Phượng Hoàng của chúng ta sắp tăng cường công tác chính trị cho bộ đội, lo trước tính sau, tiếp nhận công tác nhận đầu hàng của Nhật Bản. Vì vậy, phân khu quân đội chúng ta đã chuẩn bị bố trí đầy đủ, đặt trung đoàn 1 ở giữa Hoàng Tập và trấn Hà Diệp, quan sát động hướng của Quách Vạn Minh. Trung đoàn 2, trung đoàn 3, sở khu Thần Bắc, Thần Đông, luôn sẵn sàng xuất phát đến khu Thần Bắc, Thần Đông. Đồng chí thuộc quý, Khổng Gia Trại là giao điểm nối Thần Bắc, Thần Đông và Hoàng Tập. Đó là một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Lần này chúng tôi gọi cô về là muốn cô đến Khổng Gia Trại, liên kết đội du kích và vũ trang ở đó lại. Chúng tôi cũng đã tập hợp một vài đội du kích ở Thần Nam, lập thành trung đoàn 6 mới. Trung đoàn 6 mới sẽ do đồng chí Hoàng Bản Thiện làm trung đoàn trưởng. Đồng chí Ngụy Đại Công làm chính quỷ. Trung đoàn này sẽ được phân khu quân đội ta lãnh đạo trực tiếp. Cô phải chuẩn bị tư tưởng. Nhiệm vụ này rất gian khó. Trung đoàn 6 mới như một cái đinh dậy, luôn cắm sâu trong Khổng Gia Trại, chiếm cứ vị trí chiến lược này. Nhưng công tác của đội độc lập sẽ do ai phụ trách? Chính quỷ của đội độc lập vẫn là cô. Đồng chí thuộc quý, đây chính là nhiệm vụ mới của cô. Sau khi về, cô hãy nói chuyện này cho tư lệnh Mạnh và đồng chí Quả Phượng Hoàng. Nhiệm vụ trung đoàn 6 mới lần này vô cùng phức tạp. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Cô phải làm việc liên tục đó. Dân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
cự chiếm yếu điểm chiến lược là ý rất hay, nhưng quá nguy hiểm. Chúng ta vừa tiêu diệt được phân đội đặc chủng của Inu, kẻ địch chắc chắn đang ôm lòng báo thù. Khổng gia trại là một tân khu, vẫn chưa kịp kết nối với các cứ điểm khác. Bốn phía đều là ngụy quân của Nhật, cộng với bộ đội của Quách Vạn Minh, nếu có chuyện gì thì sẽ không đến cứu viện kịp. Hơn nữa, em chỉ có một trung đoàn mới lập. Đây chính là điều mà anh lo. Chính vì vậy nên em mới vội về chỉnh đốn bộ đội, phát động quần chúng, cố gắng phát triển vững chắc căn cứ ở Khổng gia trại. Công việc của đội độc lập giao cho anh và Quả Phượng Hoàng đó. Em yên tâm, dù có bất cứ động tĩnh gì, anh có đánh đổi cái mạng này cũng sẽ đi cứu em và trung đoàn 6. Dân Tiêu, sau khi kháng chiến thắng lợi, phái phản động của Tượng Giới Thạch nhất định sẽ lộ diện hưởng phúc. Có điều này em hy vọng anh phải hiểu. Dù thế cục thay đổi như nào, tư tưởng vũ trang của đảng ta sẽ không thay đổi. Cho nên sau khi em đi, anh và phó tư lệnh nhất định phải kiên trì tổ chức quân đội chính quy cho đội độc lập. Em yên tâm, bọn anh sẽ nghe theo đảng. Vậy em đi trước đây. Anh tiễn em. Được. Một khi Nhật đầu hàng, phái phản động đảng quốc dân nhất định vô liêm sỉ mà giành thành quả thắng lợi. Em đóng quân ở Khổng gia trại không chỉ là cái gai trong họng Ô Bà Su Ba Ru, mà còn là cái gai trong mắt Quách Vạn Minh, Tống Hưng Nghĩa. Có nghĩa là Khổng gia trại sẽ trở thành tự điểm nhiều bên để mắt đến, tứ bề chắc chắn nguy hiểm trùng trùng. Như vậy Khổng gia trại sẽ chịu được áp lực rất lớn. Em nhất định phải cẩn thận. Em biết. Đây là súng Walther của Đức. Vào lúc then chốt có thể bắn mà không cần mở chốt. Em ra tiền tuyến cần phải dùng nó. Anh giữ dùng đi. Anh cần nó hơn em. Anh ở bộ tư lệnh, dùng súng thường đủ tự vệ rồi. Được. Em đi đi. Đợi đã. Thục quý, không có gì nói với anh thật sao? Anh còn muốn em nói gì? Em có thể nói gì? Lần này em đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại em. Anh có lỗi với em, khiến em chịu ấm ức rồi. Anh nghĩ vậy thật sao? Thật ra không có gì là có lỗi hay không lỗi cả. Từ đầu em thích anh. Em đã có dự cảm chúng ta sẽ không có được kết quả. Thực ra anh và Phượng Hoàng cũng tốt lắm. Em hận anh không? Đừng hận. Anh xem, sao chúng ta cứ như trẻ con thế? Em đi nha. Anh bảo trọng.
Hòa thượng, đây là võ công các anh thường tập ở chùa sao? Phải, sư phụ anh nói như này sẽ tập lực tay tốt hơn. Tay anh đã khỏe lắm rồi, còn tập lực sao? Xuống xuống uống nước đi. Nào nào, tay anh khỏe chứ? Lần nào cũng ôm gãy lưng người ta. Vậy anh phải tập tay cho khỏe hơn nữa. Ôm em nát thành nước luôn. Xấu xa, xấu xa. Anh sai rồi, Tố Phương, anh sai rồi. Thật sao, xấu ghê. Tư lệnh, anh tới làm gì vậy? Hai người làm trò gì thế? Đánh Tần Lan hay đánh Tần Lương vậy? Mau mau, vào đi, tư lệnh ngồi đi. Nào. Sao, tôi đến không đúng lúc à? Không không, tư lệnh, tôi lấy rượu cho anh nha. Được rồi, đi mau đi. Ngồi đi. Xem ra hai người sống tốt nhỉ. Cảm ơn tư lệnh. Tư lệnh, anh có chuyện gì sao? Như vậy, chính quỷ đến Khổng Gia Trại, tôi không yên tâm. Nên cậu dẫn đại đội tức tốc đến khu vực gần Khổng Gia Trại, chú ý động thái của Oba Saburo và Quách Dạng Minh. Nếu mà trung đoàn 6 bị tấn công thì lập tức cứu viện. Dân, còn nữa, sau khi tới, các cậu đừng chủ động gây chuyện, phải quan sát theo dõi. Ngoài ra tôi cũng đã điều đại đội trưởng Dịch đến khu vực giữa Khổng Gia Trại và Quan Tập để tiện hành động. Rõ, tôi lập tức hành động. Tư lệnh, có tình báo quan trọng. Quân Nhật thả bom nguyên tử vào Nhật Bản. Hồng quân Liên Xô tiến đến vùng Đông Bắc của Trung Quốc, tiêu diệt toàn bộ đạo quân Quan Đông của Nhật. Sáng mùng 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ ném bom nguyên tử vào đảo Hiroshima. 3 ngày sau, Hồng quân Liên Xô xâm nhập Đông Bắc, phát động chiến dịch lớn tiêu diệt đạo quân Quan Đông. Chiến tranh chống phát xít của thế giới bước vào giai đoạn cuối cùng. Mời mọi người đến phòng tác chiến. Rõ. Có lẽ mọi người đều biết rồi, đế quốc đang rơi vào giai đoạn sinh tử tồn vong quan trọng. Tôi tin chắc đế quốc Nhật Bản không thể thắng trận. Chúng ta là quân nhân, phải có quyết tâm hy sinh, tiến hành thánh chiến Đông Á đến cùng. Đại Nhật Bản tất thắng, tất thắng. Gần đây, chính quỹ của đội quân độc lập núi Phượng Hoàng thuộc Bắc Lộ, Lý Thục Quý, đang gây chuyện ở khu vực Khổng Gia Trại. Phân đội đặc chủng của quan quân Nhật Bản chúng ta đã bị giết hại toàn bộ. Sau đó, chúng lại thành lập một trung đoàn mới. Nó cứ như cái đinh ghim trong họng tôi vậy. Không loại bỏ được Khổng Gia Trại này, chúng ta sẽ không thể hành động được gì nữa. Vì vậy, chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng tiêu diệt trung đoàn 6. Rõ. Báo cáo, hiện nay chúng tôi vẫn luôn giám sát tình hình cụ thể của Lý Thục Quý. Trước mắt, tân trung đoàn 6 mới của cô ta đang được tập trung và điều chỉnh ở Khổng Gia Trại. Đó là hiện trạng của bộ đội. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt chúng. Vị trí hiện tại, mời xem ở đây. Toàn thể xuất phát. Tư lệnh, Lý Thục Quý đang xây dựng 3 tuyến phòng ngự ở chính diện, tuyến sâu hơn 10 km. Oba Saburo đã tới đâu rồi? Ở đây. Lý Thục Quý giỏi lắm sao? Tư lệnh không cần lo. Lý Thục Quý này, theo như trinh sát của chúng tôi,
khu vực diện tích rộng tiếp giáp với Quảng Tập. Quân đội của ta đang xây dựng công sự vẫn chưa hoàn thành. Trong lúc ta giả vờ tấn công chính diện, có thể đi vòng qua sao? Quân đội âm thầm xâm nhập vào điểm tiếp hợp giữa Quách Vạn Minh và Lý Thục Quý. Như vậy, có thể bao vây Tân Trung đoàn 6 của Bắc Lộ. Nhưng việc này cần lượng lớn binh lực kéo chừng Quách Vạn Minh. Được. Dây kính không kẻ hở. Cách tác chiến này thật tuyệt. Báo với quân đội đi chậm thôi. Tại sao ạ? Chúng ta là một nhánh trong dòng dây. Tôi không muốn các anh em đi chết trước, nhận lấy công lao này. Hơn nữa, người Mỹ đã ném bom nguyên tử xuống đất Nhật. Người Nhật chẳng duy trì được bao lâu đâu. Tư lệnh Cao Minh, làm tướng thì phải biết giữ thế lực. Chỉ cần tôi không gục thì ai cũng phải kính trọng. Ra lệnh cho chi đội 2 mở rộng dòng dây với đội của Quách Vạn Minh, giữ chân chúng, không để chúng hỗ trợ các quân đội khác của Lý Thục Quý. Các quân đội khác âm thầm lẻn vào từ điểm giao hợp, bao vây Khổng Gia Trại. Phải bất chấp tất cả, nghiền nát nhóm Lý Thục Quý. Rõ.